No, okay. Thế là Lương bị giữ xe à? Đang đi quen ai thì... Ở đâu? Ở dưới ngã ba bên kia này. Đang nhờ cái thằng ngày trước coi cho nó làm bộ đội kia. Ở trước là công an chỉ là bộ đội. Nhưng mà nó đang nhờ nó đối xử. Đấy, em giúp hai bộ đội. Ngay ngã ba tin tiền này. Chị quen em? Trên này chị không biết. Nghĩ là tin kiểu như tin nó giảm cho nhẹ thôi. Mức kiểu nhẹ nhất, thấp nhất. Thế mà mày dính những lỗi gì? Ký biên bản gì à? Chưa ký, thì dính nồng cồn. Ý là mấy người ấy bảo chỉ cần giảm bút lên nữa. Thế nó nhận tiền. Thế mà không bút bố. 2 triệu thu nhận, nó bảo em nháy mà cũng là có gì. 2 triệu mà còn thu nhận đó. À. Mất mẹ tháng lương. Tháng lương thôi đủ. Mày đi đâu mà uống rượu? Qua đi uống rượu kho. À đi uống rượu kho à? Đây này. Ok.